Trong một lần uống say, Yoon Jung đã mắc sai lầm, nhưng cô không biết chồng mình là người không thể sinh con. Tôi sẽ không bao giờ. Đứa trẻ trong bụng cô là của ai? Cô đã làm gì sau lưng tôi? Tôi không có con được. Tôi đã đến khám ở bệnh viện rồi. Nghe những lời của chồng Yoon Jung mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm trước cùng người yêu cũ. Cô không ngờ lần đó đã làm cô mang thai con của người khác. Cô vội vàng kéo tay Seok Bin cầu xin anh ta tha thứ. Nhưng dù là người rộng lượng thế nào chắc cũng không thể chấp nhận vợ mình mang thai con của người khác. Seok Bin tức giận bỏ đi luôn. Mẹ chồng thấy con dâu làm ra chuyện động trời này cũng mắng chửi một trận. Chất vấn con dâu đứa trẻ trong bụng cô rốt cuộc là của ai. Yoon Jung chỉ đành thừa nhận là con của bạn học trung học. Mẹ chồng nghe thấy vậy càng cảm thấy tức cho con trai. Chút hết mọi sự giận dữ lên người con dâu. Một cô con dâu cao ngạo vừa bị chồng mắng chửi giờ lại bị mẹ chồng hành hạ. Cô đẩy mẹ chồng ra, dù tôi đã sai, nhưng nếu mọi người đều ghét tôi thì tôi đi là được rồi. Tôi sẽ không ở đây để các người chút giận đâu. Thế là Yoon Jung bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Nhưng bà B sao có thể dễ dàng để con dâu ra đi yên bình như vậy. Bà ta bắt con dâu ở đây đợi. Lúc nào Seok Bin về rồi tính tiếp. Seok Bin lại đến trường mầm non của Yang Ung ôm chặt lấy cậu bé. Bây giờ anh ta đã không thể sinh con nữa. Đứa trẻ trước mặt này có lẽ là hy vọng kế thừa cuối cùng của anh ta. Lúc này Yoon Jung nhận được điện thoại của Seok Bin. Cô còn nghĩ chồng sẽ đề nghị ly hôn. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Nhưng Seok Bin không những không ly hôn với cô mà còn muốn cùng cô diễn vai vợ chồng ân ái. Nguyên nhân là muốn vợ sinh đứa trẻ này ra rồi đưa cho bác làm con nuôi. Sau đó kế thừa tài sản của bác. Vốn dĩ Yoon Jung vẫn luôn phản đối chuyện này. Bây giờ cô còn biết con của mình không phải của chồng, tất nhiên cô càng không đồng ý yêu cầu của anh ta. Nhưng Seok Bin cho cô thời gian một ngày để suy nghĩ, bảo cô nghĩ cho kỹ rồi hãy đến tìm mình. Mặc dù Yoon Jung cảm thấy mình mang thai con của người khác rất có lỗi với chồng của mình, nhưng cô cũng không muốn đứa con chưa ra đời của mình trở thành công cụ tranh giành tài sản của người khác. Thế là cô đã gọi điện thoại cho người yêu cũ, định nói với anh ta chuyện mình đã mang thai con của anh ta. Dù có thế nào người yêu cũ cũng sẽ nể tình có đứa con mà đưa cô rời đi. Nhưng ai ngờ Yoon Jung còn chưa kịp nói gì, người yêu cũ đã nói với cô việc mình sắp kết hôn. Còn bảo Yoon Jung chúc mừng mình. Yoon Jung chỉ có thể nén nỗi đau nói lời chúc mừng. Bây giờ người yêu cũ cũng đã bỏ rơi cô, cả nhà chồng lại đối xử tệ bạc với cô như vậy. Cô cảm thấy cuộc sống như đang trêu đùa mình, vì thế đã định dìm mình xuống sông. Cuối cùng vì đứa con trong bụng cô đã từ bỏ ý định tự tử, sau đó đến tìm Seok Bin đồng ý với yêu cầu của anh ta. Nhưng đầu tiên anh ta phải chuyển 3% cổ phần chủ tịch cho đứa trẻ trong bụng này cho cô. Seok Bin đồng ý yêu cầu của vợ, sau đó thông báo với mẹ vợ đã đồng ý đưa con cho bác làm con nuôi. Bảo bà ta cứ làm như kế hoạch lúc trước. Còn việc Soryong là cháu của chủ tịch anh ta cũng sẽ xử lý ổn thỏa. Bảo mẹ cứ yên tâm, quay về làm việc. Yoon Jung vẫn tìm mọi cách làm khó Mi Son để nhận được sự khen ngợi của cấp trên. Yoon Jung đã cướp đi khách hàng mà Mi Son khó khăn lắm mới có được. Đồng nghiệp ai ai cũng khen ngợi năng lực của cô vì khách hàng này là người họ nghĩ khó làm hài lòng nhất. Họ không hề biết thực ra tất cả đều là công của Mi Son. Cứ như vậy Yoon Jung dẫn theo người quay phim đến nhà khách hàng phỏng vấn. Ông lão thấy người đến phỏng vấn không phải Mi Son, lập tức từ chối phỏng vấn. Còn nói với họ nếu muốn phỏng vấn thì gọi Mi Son đến. Thế là giám đốc đã đến tìm Mi Son nói với cô yêu cầu của ông lão. Sau đó Mi Son đã đến hiện trường phỏng vấn rất thuận lợi. Yoon Jung đứng bên cạnh nhìn thấy vậy vô cùng tức giận. Qua lần này, giám đốc vô cùng khen ngợi biểu hiện của Mi Son, bảo cô tiếp tục cố gắng hơn nữa. Yoon Jung gọi Mi Son ra ngoài tát cô một phát. Nổi máu điên vì Mi Son đã giành công với mình. Tôi cảnh cáo cô. Công ty này, tôi và cô chỉ được tồn tại một người. Mi Son thực sự rất yêu Soryong. Cô lại lần nữa đến tìm mẹ của anh ta, hy vọng bà ấy có thể tác thành cho họ. Nhưng là một người mẹ, bà ấy vẫn không thể chấp nhận con trai cưới một người từng sinh con. Để làm Mi Son rời xa con mình, bà Choi đã hẹn gặp mẹ Mi Son.
lúc bà Bong biết mẹ của Soryeon là giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của con gái, bà ấy cũng rất kinh ngạc. Bà Bong biết rõ mẹ Soryeon tìm đến mình là có chuyện gì, nhưng bà ấy không nhẫn tâm chia cắt hai đứa trẻ yêu thương nhau như vậy. Đúng là ông trời trêu đùa con người, bà Choi cũng gọi con trai về, nói với anh ta chuyện Mi-son đã từng mang thai và sinh con thời cấp 3, bà ấy nghĩ có thể con trai biết chuyện này sẽ từ bỏ Mi-son, ai ngờ Soryeon nghe mẹ nói Mi-son là học sinh mang thai lúc đi học mà mẹ đã dạy. Anh ta không chỉ không ngạc nhiên, mà còn nói mình đã biết hết những chuyện đã xảy ra. Hơn nữa cũng không để tâm quá khứ của Mi-son, vẫn kiên quyết muốn ở bên cạnh cô. Sau đó Soryeon đến tìm Mi-son nói với cô sẽ không để bất cứ ai chia rẽ chúng ta, nhưng Mi-son lại không muốn làm tổn thương mẹ Soryeon, vì thế đã quyết định đề nghị chia tay với anh ta. Việc chia tay với Soryeon thật sự rất khó khăn đối với cô, bao lâu nay cô đã coi anh ta như một nửa bầu bạn cả đời còn lại rồi. Bây giờ lại vì phụ huynh phản đối mà phải chia cắt, cô thực sự không cam tâm. Soryeon cũng không muốn chia tay cô dễ dàng như vậy, ngày nào cũng đến đứng ở cửa nhà đợi cô xuất hiện, chỉ muốn Mi-son cùng anh ta bảo vệ tình yêu của họ. Bà Bong nhìn thấy con gái đau khổ nhưng không thể nói ra, rõ ràng hai người rất yêu thương nhau nhưng lại phải xa cách. Bà ấy thực sự không nhẫn tâm nhìn con như vậy, vì thế đã đến tìm mẹ Soryeon một lần nữa, hy vọng bà Choi có thể tác thành cho hai người. Bà Choi nói thực ra mình cũng không nhẫn tâm chia cắt hai đứa trẻ. Nhưng phía sau hình như có người đang cố tình nhắm vào họ, liên tục nhắc lại quá khứ đau khổ của Mi-son, sau đó đưa những bức ảnh và lá thư lúc trước mình nhận được cho bà Bong. Bà Bong cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai đang muốn phá hoại tình cảm của con gái mình. Lúc này cục trưởng cục cảnh sát đến tìm bà Bong và nói với bà ấy. Người đàn ông giả mạo đến nhà bà ấy lần trước mà ông Gâu yêu cầu anh ta bí mật điều tra đã tìm ra, người đứng phía sau sai khiến chính là em dâu của ông Gâu, bà B. Nghe thấy vậy bà Bong vô cùng kinh ngạc, có thể là bà B không hài lòng với cuộc hôn nhân của hai người, vì thế đã cố tình tìm người mạo danh chồng bà. Bà Bong lại đưa ảnh và thư vừa nhận từ mẹ Soryeon cho cục trưởng, bảo anh ta điều tra xem những thứ này có phải là cùng một người làm không. Bên này bà B đặt ta, dù bà ta có đưa cậu bé đi cũng là lẽ đương nhiên. Mi-son thấy bà ta ngông cuồng như vậy lớn tiếng chỉ trích. Cùng bà Bong mới biết con của Mi-son cũng là con của Seok-bin, con gái vì che giấu thân phận của con trai mình mà chịu bao nhiêu đau khổ, còn bà B không những không cảm ơn mà còn liên tục gây phiền phức cho họ, bà ấy vô cùng thương xót con gái, cũng trách con gái tại sao không nói với mình sự thật sớm hơn. Về đến nhà bà Bong nhận được điện thoại của cục trưởng, anh ta nói với bà ấy sau khi kiểm tra camera đã biết được người gửi thư và ảnh là cùng một người, cũng chính là bà B. Bà Bong không ngờ người mà mình vẫn luôn coi là bạn lại cắn đều sau lưng mình như vậy. Để giúp con trai bà ta trở thành người thừa kế tập đoàn, đã làm con gái Mi-son của mình chịu khổ. Bây giờ Mi-son và Soryeon yêu nhau thật lòng, lại tìm cách phá hoại tình cảm của họ. Bà ấy không thể để cho bà B tiếp tục hãm hại con gái mình như vậy nữa. Sau đó đã quyết định mang chứng cứ đến tìm chủ tịch để vạch trần bộ mặt xấu xa của mẹ con Seok-bin. Phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.